quan tâm chia sẻ thầy cô huấn luyện viên. Hôm nay quận ta tổ chức liên hoan, anh đã sắp xếp thời gian và dự với chúng ta đó là anh Nguyễn Văn Phúc. Anh có một món quà cho một bạn thủ khoa cho kỳ thi lần này, thì sau khi ra khỏi các huấn luyện viên thì cô quyết định sẽ chọn bạn Nguyễn Đại Diện Quân sẽ nhận món quà phong thủy từ anh Nguyễn. Các thầy đâu rồi?